진짜 고만! 皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。giọng tú hôm nay có vẻ như là không được ổn lắm đúng không? Đang bị cúm à? Vâng. Không sao. Thế thì nói ít thôi. Hôm nay cũng nói rất là ít. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay gồm có 3 phần như thế này, đúng không? Thứ nhất là ôn tập lại bảng chữ hiragana. Làm thế nào để nhớ được bảng chữ hiragana một cách nhanh nhất? Rất là đơn giản thôi. Tiếp theo, học hàng gì à? Trong bảng chữ hiragana thì thiếu những cái hàng này: ga, za, da, ba, pha, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ học thêm. Tiếp theo, học phát âm, được chưa? Các chữ như này: kia, kyu, kyo, kyo nhỉ? Tokyo đấy, nghe chưa? Anh Đúng nhỉ? Đấy, kiểu rồi. kyo đấy, đúng không? Sa, siêu, so, nhé. Kyu, siêu này, nhé. Đảo Kyu, siêu ấy. Chưa học rồi. Được chưa nào? Hay, vậy thì chúng ta sẽ ôn tập lại bảng chữ hiragana. Ok, đây là chữ hiragana chúng ta. Cả lớp cũng đọc rồi. A, A, i, i, ư, ư, e, e, o, 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 ka, ka, ki, 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 ku, ku, ke, 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 ko. ko, Ok, Thúy đọc. sa, 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 si, 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 su, sư, se, se, so, so, tú, ta, chi, tư, sư, tề, tề, tộ, tọ, nhung. na, ni, nu, ne, no, Thúy. ha, hi, fu, Hu, hu, fu, hu, hu. fu, he, ho. Ma, mi, mư, mề, mộ. Nhung. Dạ. 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 Yêu. 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 Yo. 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 Thúy. Ra. Đà. Ra. Không phải bốn mũi thành chữ là như tiếng Việt nhé. Ra. Đà. Ra. Đà. Ra. Ri. Ru. Re. Ro. Vẫn bị uốn lưỡi đúng không nào? Nó giống tiếng Việt quá. Hoặc ô ô ừ. ừ. Chữ ô này thì là để phát âm giống âm ô này nhá. Ô ô được chưa? Vâng. Hay, vậy thì mình sẽ tổng hợp lại được chưa nhỉ? Những chữ giống nhau trong bảng chữ cái này được chưa? Ok, trước hết chúng ta sẽ tìm những chữ giống với chữ A này, cạnh của chữ A này đi, và chúng ta sẽ vào chữ ô này, nhìn hai chữ này, hai chữ giống nhau đúng không? Vâng. À, A này, ô này, được chưa nào? Tiếp theo thì Nữ nư đâu là số như số nư nư này, nư này đúng không? Nư nư thì nói phải nói đến chữ mê này luôn đúng không? vậy Đúng không? Mê này không, chữ nư này đúng không nào? Vẫn giống nhau nhỉ? Nư này. Chữ nô có giống không? Cũng có vòng vòng như này đúng không? vâng cũng Ừ, hơi chữ giống nô đấy, nư nô thế nào? Đây là một cụm của chúng ta. Đây, một cụm này nhé. Và chúng ta sẽ có thêm một chữ y đây, chúng ta sẽ được hai từ vựng, ba từ vựng. Aoi là màu xanh. Aoi nhé. Mê. Aoi mê là gì à? Con mắt Con màu mắt mình màu xanh. xanh. Đây, con mắt màu xanh. Đó là vì mắt mình mắt màu xanh khác mọi người quá nên là chúng ta sẽ dùng tấm vải để che nó lại. Ghi vào. Aoi mê. Nuno. Nudo là tấm vải ạ. Nuno là tấm vải. Aoi me Nuno. Đấy. Đấy. Thế là chúng ta học được 2, 4, 6. Chỉ cần nhớ nhớ mấy cái từ vựng này là sẽ nhớ được cả những cái luôn. Aoi me Nuno. Okay. Chữ Y này không đụng chạm lắm nhưng mà chúng ta phải cho thêm vào để cho nó có nghĩa nhé nhá. Ok. Aoi me, con mắt màu xanh. Thế nào? Tiếp những chữ ở bên dưới này, chữ hàng và đi đưa này là dùng giống nhau đúng không? Đầu tiên thầy sẽ gạch chữ này trước, gạch quả chữ hoa này, Và chữ gạch có mấy chữ này đấy nhá, nư này, mẹ nô này, mê này, được chưa? Về hoa này, hoa mẹ đây giống nhau đúng không? Thầy sẽ viết chữ hoa đây đây, hoa đây, được chưa? Hoa đây. Tiếp chữ xô này còn giống không? Sô này, sô mới gọi gì đây? Sô đô, được chưa? Hai chữ này gần giống nhau, chữ này là vòng cho vào trong, chỗ này là vòng ra ngoài, giống số 3 đúng không? Sô đô đúng không? Sô đô, được chưa? Sô đô gần giống nhau. Tiếp theo, chữ nê à? Nê mới chữ gì nhỉ? Chữ nê, nê chữ rư này giống đúng không?
đúng không nhỉ? Tất cả đều như thế vào một vòng này đúng không? Đấy. Để... À, mấy ba chữ này giống nhau này, ba chữ này giống nhau này. Tuy nhiên mình viết ra thế này để thành từ có nghĩa chẳng hạn đúng không? Ví dụ như là chúng ta sẽ có là wa đê đấy, có một từ wa đê nữa, chúng ta. Tiếp theo solo solo đấy, solo solo mà sắp sửa. sắp sửa Wa đê solo solo. Từ wa đê này thì nó thường được các người trung niên, người lớn tuổi, người già sử dụng. Được chưa? Có một từ khác trong bài một sau này chúng ta sẽ học, nó là watashitachi, nó bằng với từ đấy. Nhưng mà nghe cái từ này nó có vẻ cổ cổ hơn, người già hay dùng, nhớ chưa? Wade wade, solo solo, sắp sửa. Neru là ngủ. Đấy, thì chúng ta sẽ có là gì? Wade wade solo solo neru. Đúng không? Chúng ta sắp đi ngủ. Chúng ta sắp sửa đi ngủ, như thế nào? Đây được ngủ. Chúng ta sắp sửa đi ngủ. Đấy. Em nhớ thêm được mấy chữ này? 2, 4, 6 chữ nữa đúng không? Thế nào? Đây, solo, solo. Nào, tiếp theo là chữ nào nhỉ? Thầy ơi, em thấy chữ na, chữ ha nó gần gần giống nhau ấy. À, tức là nó có cái phần này đúng không? Là đúng Vâng, không? vòng vòng. Mà chữ này có vòng vòng này đúng không? Vâng. Là, thế thì phải thêm chữ nào nữa không? Yo cũng giống rồi. Đúng không? Cũng có chữ này. Đúng không? Hà thế thì Ba nữa. Ma. ma có đúng không? Ma cũng có này. Thấy chưa nhỉ? Hồ. Hồ. Hô có, ok. Tiếp. Đây để viết ra cái xem nào. Để... Hà này. Na này. Vô này. Đúng nào? Ma. Vô rồi Hà nào. Ma luôn nhá. Ma này. Ma thì phải mô luôn đúng không? Mô. Ma mô đấy nhé. Nhé. Mô. Ma mô đấy nhé. Hô à? Hô. Đấy, gần giống nhau. Ha đấy nhé. Ha na yo. Ma mô hô. Vậy thì chúng ta sẽ có từ vựng xưng nhau. Ha na, chúng ta sẽ thêm một từ nữa ở bên trên chúng ta vừa học rồi. Ha na, chữ mê đi, thêm chữ mê vào. Chúng ta sẽ có Ha na yo mê. Là gì ạ? Hanayome của chúng ta có nghĩa là cô dâu nhé, cô dâu. Ở đây thêm chữ mê rồi, ở bên này ma mô chúng ta thêm chữ rự nữa. Đấy thì sẽ là từ bảo vệ. Ma mô rự là bảo vệ. Hanayome là cô dâu, bảo vệ cô dâu. Các bạn biết từ này vào. Bảo vệ cô dâu. Hanayome ma mô rự. Hanayome ma mô rự. Còn chữ hô đứng một mình thôi thì các bạn tự nhớ. À, chữ hà, chữ hô còn giống nhau. Như nào? Chưa? Hãy tiếp theo này. Thầy thấy chữ ra với chữ chi giống nhau. Chi này. Chi Chi này nhá. Là Chữ ra mà giống nhau đúng không? Chi ra đấy. Chúng ta sẽ gạch hai chữ này đi. Chi ra chi ra. Thì chúng ta sẽ có một từ vựng là chi ra. Tức là rơi lất phất. Ví dụ mưa rơi lất phất hay là tuyết rơi lất phất chẳng hạn. Hay lá rụng lất phất ra lất phất chẳng hạn. Được chưa? Chi ra chi ra. Thế nào? Lật phải, lật phải. Tiếp theo. Được chưa? Rồi, bắt đầu sẽ có chữ ni, ni cô. Chữ ni này đúng không? Chữ ni này, cần giống chữ cô này. Đấy, đúng không? Ta. Chữ ta cũng giống đúng không? Vậy ba chữ này giống nhau đúng không nào? Để mình gạch tí nha. Tha. Đây. Thì sẽ có là ni cô. Vậy thầy sẽ cho luôn từ vựng được chưa? Ni cô, ni cô. Nico Nico là tủm tỉm cười. Cười. Nico Nico. Nico Nico đấy nhé. Tiếp theo. Thế chữ ta làm sao bây giờ? À có chữ thà cô nó học rồi đây. Thà cô. Thà cô. Đấy, Thà thà cô. cô. Nico Nico thà cô. Thà cô là con gì còn nhớ không? Con Con bạch bạch tuộc. tuộc. Đúng rồi, con bạch tuộc. Hả? Bạch Con bạch tuộc. Tủm tỉm tủm tỉm tỉm cười. cười. Nico Nico stare. Thế. Nico Nico thà cô. Con bạch tuộc tủm tỉm cười. Thế nào? Ok. Vậy là chúng ta đã thêm được ba chữ nữa, Nico Nico. Còn chữ nào giống nhau nhỉ? Ki À chữ sắc, chữ ki này với chữ sa giống nhau đúng không nào? Đúng rồi. Chúng ta sẽ có chữ saki. Có một từ có nghĩa đấy, saki đấy. Saki. Saki, saki là phía trước. À, sau này mình sẽ saki ni tsuchimasu là em xin phép về trước chẳng hạn thì dùng từ này nhé, saki nhé. Hoặc là phía trước.
Đằng trước thì là đằng trước hiểu gì hơn, hoặc là trước gì đó. Được chưa nào? Saki. Còn chữ gì nữa? Đây chữ sư với chữ mự này đúng không? Sư mự này. Đấy. Sư sư mự, sư mự nghĩa là sống. Ví dụ tôi sống ở Hà Nội chẳng hạn. Ừ, tôi sống ở Hà Nội. Hay tôi sống ở Việt Trì. Dạ thì dùng sư mự. Ok, sau này chúng ta sẽ học lên bài cao hơn và chúng ta sẽ chia động từ nhé, chia động từ. Đấy, đấy là động từ gốc, tra từ điển sẽ ra, được chưa? Ok, sư mự. Còn chữ nào nữa? Mình, à, chữ y kia thì còn giống chữ gì nhỉ? Chữ ri này, ri. Chữ kê này giống đúng không? Đều có một cái ngạch bên này đúng không? Ri nhé, đúng không? Đấy, là gì đấy? Ri, kê, đi kê, đi kê, đi kê là khối A ấy, gọi là khối khoa học tự nhiên ấy, khối các môn khoa học tự nhiên ấy, khối A, khối B, và khối B, đi kê đấy. Bên người ta hỏi đi kê đấy cả, bưng kê đấy cả. Đi kê nhé. Hay, vậy thì còn lại những chữ còn lại thì chúng ta phải tự nhớ thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ xem còn bao nhiêu chữ phải nhớ. Một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, đúng không? Nếu mà chúng ta nhớ hết được những cụm từ ở đây thì chúng ta chỉ còn 16 từ để chúng ta nhớ thôi. Được chưa? Và ngay sau đây thầy sẽ tạo ra những câu văn, những cái từ vựng để chúng ta nhớ hết 16 chữ còn lại. Được chưa nào? Ok, thầy sẽ nhớ bên này nhá. Và thầy sẽ tổng hợp luôn bên này cho các bạn. Đấy, có sẵn rồi. Đây. Các bạn nào xem thì có thể chụp lại màn hình, đấy nhỉ? Chụp lại màn hình hay là phao xe lại để ghi chép lại nhá. Ok. Hay đọc lại này, mấy chữ mà chúng ta học động đọc bên này nhá. Aoi, aoi mê là gì? Mắt. Có mắt màu xanh. Mắt màu xanh. Nuno là gì? Tấm vải. Tấm vải chính xác. Tiếp theo, wade wade là gì? Chúng ta. Chúng ta đúng không? Chúng ta. Hay solo solo. Sắp sửa. Nè được. Ngủ rồi nhé. Tiếp theo. Hana, Hana là hoa nhá. Hoa. Ok, Hana. Hana nghĩa là hoa. Cả cái câu từ Hana Yome thì sẽ là cô dâu đúng không? Hai. Cô dâu đội vòng hoa trên đầu á. Được chưa nào? Hai, tiếp theo. Mamo được là gì? Bảo vệ. Bảo vệ. Đúng không? Hồ thì tự nhớ nhá. Ok, hồ được rồi. Tiếp theo. Chira. Lật phật. Đúng không? Rồi lật phật. Nico Nico. Tùng tỉnh. Thaco. Bạch tuộc tùng tỉnh đúng không? Đấy. Nhớ được nhiều cái gì nữa. Tiếp theo. Saki. Saki là trước chứ nhỉ? Phía trước đúng không? Đằng trước nhé. Tiếp theo. Sư mự đúng không? Sư mự là sống đúng không? Tiếp theo. Rike. Dike. Dike là khối A, khối B đúng không? Ok. Có học tự nhiên đấy. Tiếp theo. Còn 16 chữ đây. Đấy nhỉ? 16 chữ. Tuy nhiên mình sẽ thêm một vài chữ nữa để cho từ vựng của chúng ta nó phong phú, có nghĩa, đủ nghĩa. Được chưa? Từ đầu tiên này, hai chữ đầu tiên này, bạn ghi vào who you là mùa đông, được chưa? Mùa đông. Tiếp theo chữ này mình học rồi, đọc nào. Hito là người. Hito là người, được chưa nào? Người nhé. Tiếp theo chữ này chữ gì đây? Xin xét xử là thân thiện. Nó đọc Xin xét xử. Hito. Xin xét xử. Cái câu này, con người cứ vào mùa đông thì sẽ trở nên thân thiện. Các thầy nhớ cụm từ đấy. À, được ba từ rồi, đúng không? Mùa đông này, con người này, thân thiện này. Đúng không? Bây giờ các bạn chỉ cần nhớ từ vựng thôi nhớ chưa? Còn cái mạch văn thì chúng ta phải nhớ theo cả cái câu đấy, được chưa? Và tiếp theo, ở bên dưới có từ gì đây? Mi càng. Đọc gần giống chữ càng một tí. Mi càng. Ok, mi càng là quả quýt nhé. Ok. Ô, hoa kê tê, tức là gì? Hãy chia, cái này là hãy chia quả quýt ra. Hãy chia quýt cho những người nào thân thiện. À. À.
Đúng rồi, chia quýt cho những người thân thiện ở đây. Mi càng ô quà kê tê. Quà kê tê đang bảo ai đó làm cái gì đó nhá chưa? Hãy chia, hiểu chưa? Quà kê tê. Được chưa? Ok. Mi càng ô quà kê tê. Như nào? Tiếp theo. Hea. 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 Không chắc rồi. Hea là căn phòng. Căn phòng đúng rồi. Hea là căn phòng nhé. Ue. Ue. Ue, ue, ue là học rồi. Ừ. Từ học rồi. Bên trên ạ. À, đúng rồi, bên trên đúng không? Ừ, bên trên căn phòng. Thì thế nào đây? Chữ này là cứ tự. Cứ tự. Cứ tự học rồi. Đôi giày. Đôi giày đúng không nào? Trên trên nóc căn phòng này sẽ có đôi giày. Hết. Đấy chưa? Trên nóc căn phòng sẽ có đôi giày. Đấy. Thì ạ, ue, cứ tự. Đấy, chúng ta chỉ ôn tầm 10-15 phút là sẽ nhớ được hết cả 46 chữ cái ngay mà. Đúng không? Nhớ cái này từ vựng cho mình nhá. Đây, cả bảng chữ cái chúng ta có 46 này. Chúng ta chữ này. Nhớ hết cái đống này là sẽ xong hết rồi. Mà nó có câu chuyện rồi đúng không? Ừ. Có câu chuyện đến những chữ A, A, O, M, N, N, O là gì? Mắt màu xanh nên che tấm vải che mắt lại. Đúng rồi, mắt màu xanh thì tấm vải che mắt lại đúng không? Chúng ta sắp đi ngủ là gì nhỉ? Wade, wade, solo, solo, ne, đúng không? Tiếp theo, bảo vệ cô dâu. Hanayome, mamoru, đúng không? Hồ này nhé. Tiếp theo, chira, chira, chira là gì? Lất phất, lất phất. Đúng không? Nico, nico, taco. Bạch tuộc, mỉm cười. Tủm tỉm cười. Hay là gì? Con bạch tuộc tủm tỉm cười khi nhìn thấy nhỉ? Những bông hoa rơi lất phất, lất phất. Đúng không? Cánh hoa dưới nó vào được chưa? Okay, tiếp theo bên này, Saki là phía trước đúng không? Rồi sư mự là sống đúng không? Đi kê khối A khối tự nhiên khối tự nhiên. Ai thử nhớ câu chuyện đây xem nào? Không xem không nhìn vào. Con người ở đâu rất thân thiện. Rất thân thiện đúng không? Nhớ mấy từ đấy. Tiếp theo chia quýt cho mọi người. Có đôi giày ở trên căn phòng. Trên nóc căn phòng có đôi giày. À, trên nóc căn phòng có đôi giày được chưa? Đấy. Nhớ thuộc hết những từ vựng này, ok rồi. Được chưa nào? Đấy, ok. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhá. Được chưa nào? Đấy, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta học chuyển sang những cái hàng G. Được nhé, vừa nãy mình ghi rồi đúng không? Hàng G này, trước tiên là học hàng G này. Xong thì hàng Z này, được chưa? Hay hàng D này, đúng không? Da, đi, đi, đê, đô này, được chưa? Đây được, hay là ba, bi, bi, bô, pa, pi, bu, pe, po, được chưa? Trước tiên, hàng G thì sẽ như thế này. Tất cả những hàng mà liên quan đến chữ K này, Kakigigo này, khi mà chúng ta thêm phải hai phải ở đây, ten ten người ta gọi dấu ten ten, dấu này gọi là dấu ten ten đấy. Thêm vào bên trên như là chúng ta nhìn thấy đây, được không? Thì sẽ đọc là g. Đấy, anh viết lại lần nữa nhá. Chữ k này, đây chữ k đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ thêm ten ten, thì sẽ đọc là ga. Được chưa nào? Ga. Ga. Tương tự như thế, ký sẽ đọc là ghi. Tiếp theo cứ thêm hai phải bạn gư ghê đúng không nào? Gỗ. Được chưa? Ghi vào cái này thêm hai phải này. G đúng không? Ví dụ là ca ga ghi gư ghê ngộ. Ok thế nào? Ví dụ này, để cho nhớ thì chúng ta sẽ mình sẽ tìm những từ vựng tương đương này. Ca này, ga này, ca ga, ca ga, ca ga mi đúng không? Ca ga mi là gương, cái gương của mình nhé. Ca ga mi, ca ga mi cho ít từ vựng đó, không về nhà không học được. Đấy chứ, ca ga mi. Ok. Tiếp theo, đọc từ này thế nào Tú? Sugoi. Đúng rồi, sugoi. 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 Ok. Sugoi nó có nhiều nghĩa. Sugoi là giỏi thế, siêu thế. Đấy nhỉ, sugoi. Khi mà khen ai đó thì dùng từ này nhá. Hoặc là sugoi. Sugoi. Hai con gái nhà này khen này. Sugoi. Sugoi. Ok. Sugoi. Thế nào? Xong hàng ga rồi nhá. Hàng ga chuyển thành hàng ga rồi. Tiếp theo,
SC này, hàng SC này, đúng không? Thì sẽ biến thành Z khi mà thêm tên đền vào. Như thế, xa này, xa si sư xe so sẽ là già di dư dế do. Nào, thầy viết các bạn viết luôn bên dưới nha. Già này, di này, như nào? Dư này, đấy, dế, dỗ, được chưa? Già di dư dế dỗ. Già di dư dế dỗ. Ok chưa? Dễ rồi đúng không? Đây mình sẽ dùng chữ sư này thành chữ dư này, và sẽ có là sư dư si. Suzuki. Canada. Suzuki. 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 Ok. Suzuki của chúng ta có nghĩa là mát mẻ. Suzuki. Hey à, Suzuki nè. Phòng mát đúng không? Suzuki. Tiếp theo. Chữ này chữ gì đây? Nè, Nhung. Kaze. Kaze nè. Kaze là gió. Hay là nếu mà nó có hai nghĩa. Một là gió, khi mà bị cúm thì thường kaze. Kaze desu ka? Kaze desu ka? Trúng gió. Anh bị cúm mà. Cúm thế chứ? Trúng gió. Trúng gió. Kiểu trúng gió xong bị cúm đấy đúng không? Ừ. Đây nó hơi liên quan nhau một tí, nhớ được cả hai nghĩa của nó. Kaze. Ok. Tiếp theo. Hàng T này. Hàng T này sẽ biến thành hàng đờ, sẽ đọc hàng đờ cho nó dễ. Ta, tờ. Tờ thêm hai vảy sẽ thành đờ. Ví dụ tá đạ, các bạn đọc đạ. Đạ. Nhưng mà gì nhỉ, hai chữ này nó sẽ đọc là di dư bằng với hàng vừa nãy, bằng với chữ này di này, dư này, hay cũng đọc là di dư. Bốn chữ này, đây cũng là di, đây cũng là di, đây cũng là dư, đây cũng là dư. Tuy nhiên làm thế nào phân biệt được? Rất là đơn giản, bởi vì tùy vào từng từ vựng nó sẽ xuất hiện những cái chữ này ra, và khi đó chúng ta sẽ đọc như thế thôi. Nhưng mà hầu hết là nó sẽ là chữ di dư này, được chưa? Cái số lượng từ vựng liên quan đến chữ di và chữ dư này rất là ít, nên là chúng ta hãy nhớ quan tâm đến hai chữ này trước, nhớ chưa? Thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện những từ này, thỉnh thoảng thôi, ít thôi, nhớ chưa? Thế này nhiều hơn này, thế nào? Tiếp theo đệ, các bạn đệ, đệ, độ, 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 đà, đà, di, di, dư, dư, đệ, đệ, độ, độ, chưa? Này, tôi phát lại một lần nữa. Đà, di, dư, đề, độ. Ok, được chưa nào? Thế rồi. Hay, tiếp theo. Đến đây. Hay, vần hát. Vần hát này. Vần hát này. Khi mà chúng ta thêm tèn tèn vào ở bên trên á, thì sẽ được biến thành B, được chưa? Ví dụ là ha thì sẽ biến thành ba. Ba, ok. Hay. Các đọc ba, ba, bi, bi, bư, bư, bè, bè, bộ, bộ. Đấy nhỉ, ba, bi, bư, bộ. Được chưa? Tiếp theo, đấy là gì nhỉ? Đây là chữ tèn tèn rồi. Tuy nhiên sẽ có một trường hợp đặc biệt, đó là gì nhỉ? Dấu tròn bên trên này. Đây nhỉ, dấu tròn bên trên. Và hàng hát này thì nó sẽ biến thành P. Này. Đây, ha này, hàng ha, hàng hát này, ha này. Thêm dấu tròn bên trên. Đấy, sẽ đọc là pa. Pa. Pa, được chưa? Hi thì sẽ thành là pi, đúng không? Hư thì sẽ thành là pư, pê, bộ, nó đọc pa, pa, pi, pi, pư, pư, pê, pê, bộ, bộ, được chưa? Hai. Hát thì sẽ có hai trường hợp, ba và pa, đó. Ba 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 ba, ba 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 ba. Ý được cả, được chưa nhỉ? Hay, vậy là chúng ta đã xong phần thứ hai rồi. Bây giờ chúng ta giải quyết sang phần thứ ba nhé. Phần thứ ba đó là chúng ta sẽ học viết những cái chữ ghép. Chữ ghép này nhé. Chữ ghép như thế nào? Chúng ta sẽ ghép tất cả những những chữ này thuộc cột. Đây là cột gì đây? Cột Y. Y đúng không? Y, ki, si, chi, ni, hi, mi, ri, gi, si, di, được nhé. Ok, P tức là bi tụi cả đấy nhé. Đấy, với lại ya, yu, yo, đúng không? Chúng ta sẽ ghép như thế này, đây nhở? Ví dụ là kia, kyu, kyo, được chưa?
cụ thể hơn để cho rõ ràng hơn thì các bạn có thể nhìn này, nhìn trên slide này, nhớ chưa? Hai ghép vào. Tuy nhiên ghi chú ý, và các bạn ghi chú ý vào chữ ya yu yo này sẽ được viết nhỏ hơn, chữ ya yu yo sẽ được viết nhỏ hơn. Viết nhỏ hơn như thế nào? Đây, thì mình sẽ ra cách viết cụ thể của nó, được chưa? Nào chúng ta nhìn này, ví dụ mình sẽ cho hai ô như thế này, bình thường mình sẽ viết hai chữ bằng nhau, được chưa? Ví dụ chữ kia này, kia này đúng không, còn chữ ya này nó sẽ như thế này, đấy, to bằng nhau, hai chữ bằng nhau đúng không? Được. Tuy nhiên chữ kia của chúng ta sẽ như thế này, kia. Trong sách người ta cũng, nếu mà bạn nào có sách thì mới đây chúng ta viết tầm khoảng 60% chữ ya ở trong khu vực này, được chưa? Kia, được chưa nào? Kia kia, đây các bạn có thể nhìn thấy đây, nó nhỏ hơn này, được chưa? Kia kia, cộng thế nào? Kia. Tuy nhiên khi mà viết á, khi mà chúng ta không có những cái ô này á, thì các bạn cứ viết liền liền một tí, xong bắt đầu viết sát sát một tí như thế này được, được chưa? Nó nhỏ hơn, liền vào kia. Nhỏ hơn nhá, kẹ kẹ kẹ. Hay, và chúng ta sử dụng cả ba chữ này nhá, đọc là kẹ kẹ q q q q nhá. Bởi vì nó không kéo dài nên các bạn phải đọc ngắt nó đi nhá, kẹ q q. Sau này chúng ta sẽ học một từ đó là trường âm, tức là kéo dài, chắc là buổi sau đấy sẽ đọc là kẹ q q đấy. Nhưng mà những cái âm này chúng ta phải đọc kẹ q q, được chưa nào? Bạn đọc kẹ kẹ q q q q kẹ kẹ q q q q. Giờ tiếp theo, hai đây là hai bảng, đây là còn nữa cơ, nhưng mà mình sẽ để slide sau. À, slide này chúng ta sẽ đọc hết những chữ này, được chưa nào? Hai đọc lại nào, kẹ kẹ q q q q. Ok, tiếp theo này. C đúng không? C thì khi mà các bạn viết chữ, muốn viết chữ xạ này thì các bạn viết chữ C xạ, viết như này cho mình. Được chưa? Bắt đầu. Xạ 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 xiu 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 xô xô. Cái chữ này người Việt Nam thường hay phát âm nhầm sang một chữ khác, nó là chữ xa. Ví dụ chữ này thành chữ xa chẳng hạn. Đấy. Xa này nhé. Xa. Hai chữ này khác nhau. Thứ nhất xa bình thường này, xa xa tiếng Việt sẽ xa là chữ xa bình thường này, nhớ chưa? Còn chữ này sẽ có âm gió, các bạn đọc này, chữ si 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 ya ya si si ya ya. Để chữ ya cứ để cái mồm đấy, xa xa đấy là sẽ được, nghe chưa? Giờ bắt đầu chữ ya cho mình chứ, ya ya xa xa. Rồi ok, được chưa nào? Tương tự như thế, yêu 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 siêu 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 siêu. Tương tự yo 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 so 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 so, được rồi, ok, được chưa nào? Được rồi. Tương tự này, khi chuyển sang này các bạn đọc cho mình bên này đã, ga ga giu giu yo 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 yo, được chưa? Ở bên dưới đặc biệt là phải chú ý, bởi vì chữ này cũng liên quan đến chữ gì đây, ra, và chữ này rộ thì nữa rộ nhá, bình thường ra rô ra rô tiếng Việt đúng không? Tuy nhiên chữ này thì nhỉ, nó sẽ là chữ ra. Dạ. Được chưa nhỉ? Phát âm lại như vừa nãy, gì gì. Gì. Chữ này chữ gì bình thường đúng không? Gì nhé. Còn chữ ya này, các bạn phát âm chữ ya trước. Ya. 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 Giữ nguyên mồm thế. Ya. 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 Ok. Tương tự. Yêu. Yêu. Diu. 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 Yo. 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 Ok. Khăn đồ rộ. Ok. Khăn đồ rộ. Người yêu. Bạn gái khăn đồ rộ. Hai, tương tự chúng ta sẽ có hàng này. Đây là chữ gì đây? Chi. Chi đúng không? Đọc là thử đọc xem nào. Chạ. Đúng rồi, chạ, đúng rồi, chạ được đấy. Khi mà viết chúng ta sẽ viết như này. Chạ. Chạ. Đánh máy như thế đúng không? Chúng ta chỉ cần đánh chữ C H A là ra được cái này, được không? Chạ. Bắt đầu. Chạ. Chạ. Vậy thì chiu 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 chiu. Chô. Chô. Tiếp theo. Nha. Nha. Hàng ni đúng không? Chữ này chữ y một tí. Nha. 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 Niu. 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 Niu.
như đây. Tiếp theo. Nhiều. Nhiều thế. Nhiều. 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 Nhà nhiều nhiều. Nhà nhiều nhiều. OK. Tiếp theo. Hiệ. Hiệ. Chạy chữ hi đúng nào? Hiệ. Hiệ. Hiệu. 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 Hiệ. Hiệ. Hiệu. 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 Cái này là gì nhỉ? Hát sẽ thêm tên tên là gì nhỉ? Bi. Bi đúng không nào? Hi sẽ thành bi đúng không nào? Sẽ thành là phần gì nhỉ? Bi. Bi. Đúng rồi. Bi. 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 Hát thêm dấu tên tên là thêm dấu tròn bên trên sẽ là gì nhỉ? Bi. Hi sẽ thành bi. Bi đúng không? Bi nhé. Đó là gì nhỉ? Bi. 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 Biểu. Biểu. Hiểu chưa? Rồi. Hiểu được cụm này chưa? Rồi. Tiếp theo là nốt. Còn hai từ này. Hai. Mẹ. 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 Miu. 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 Dia. 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 Diu. 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 Được chưa? Rồi. Y desu ka? Xong rồi đúng không? Vậy thì chúng ta thử học những từ vựng này xem nào. Đấy. Từ nhá. Tú đọc chữ đầu tiên này. Gì sổ. Ừ, đúng rồi, chữ này sổ so, đúng không? Tú đọc nhanh nhé. Chắc nhà học trước từ vựng kia ấy. Rồi, gì đúng không? Gì. Cái này chữ sio sổ đúng không? Gì sổ. Gì sổ. Gì sổ. Gì sổ. Gì sổ. Gì sổ. Gì sổ là cuốn từ điển. Được chưa nào? Gì sổ cuốn từ điển. Biết rồi. Gì sổ. Gì sổ cuốn từ điển. OK. Tiếp theo này. Đấy, con số 2. Ô cha. Ô cha. Ô cha. Ô cha. Ô cha. Nghe như kiểu trà. Đúng rồi đấy, đấy là trà. Được chưa? Ô cha là trà. Ô cha là trà. Ô cha là trà. OK. Ô cha. Trà. Nước trà. Trà nhiều bình thường ấy. Ô cha. Thế nào? Tiếp theo. Chuyện tiếp theo này. Hay số 3. Kyo. Kyo đúng không? Kyo. Kyonen. 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 Kyonen là năm ngoái thì nè. Kyonen. 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 Nihon e ikimashita. Hay Kyonen. Tiếp theo. Xong chưa? Chưa. Chưa xong rồi. Cạn đi xong chưa? Đi xong chưa? Hay tiếp theo này. Chỗ này đọc là gì đây? Siu đúng không? Siu. 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 Chỗ này chữ ta thêm hai phẩy là đa đúng không? Siu cư đài. Siu cư đài. Siu cư đài. Siu cư đài. Bài tập về nhà. Siu cư đài. Siu cư đài. Bài tập về nhà. Siu cư đài. Bài tập về nhà. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Sen. Sen. Chữ se ưng đúng không? Sen. Sen. Chữ này là? Siu. Đúng rồi. Sen siu. Sen siu. Hay. Sen siu. Sen siu. Sen siu. Sen siu. Điện thủ. Được chưa? Điện thủ. Sen siu. Sen siu. Sen siu. Đấy. Thế rồi đúng không? Hay. Sau đây thì chúng mình cùng đọc lại nhá. Đọc lại xem nào. Hay. Chữ đầu tiên này. Chữ đầu tiên đọc là gì đây? Dì sọ. Dì sọ. Dì sọ. Dì sọ. Ô cha. Ô cha. Ô cha. Ô cha. Kyo nen. Kyo nen. Kyo nen. Kyo nen. Sukku dai. Sukku dai. Sukku dai. Sukku dai. Sen su. Sen su. Sen su. Sen su. OK? Sen su. Được chưa nào? Hay. Vậy là chúng ta đã xong rồi. Các bạn chữ cái đây. Tổng hợp lại hôm nay chúng ta đã học cái gì đây? Kakugo đúng không? Kakugo này. Ông ấy hát thành B thành P này đúng không? T thì thành D này đúng không? Chú ý là di dư này đúng không? Chữ di dư ở bên trên, ở hàng trước đó, đúng không? Sẽ xuất hiện nhiều hơn chữ di dư này. Để chưa nào? Đây, chữ di dư này đây đúng không? Rồi, S thì sẽ thành ra đúng không? Ra di dư, được chưa? Rồi, tiếp theo. K thì sẽ thành ga đúng không? K sẽ thành ga. Ở đây có một từ mới đó là Kagami. Kagami là cái gương. Cái gương, Kagami là cái gương. Được chưa nào? Rồi, hết rồi. Rồi thì chúng ta sẽ nhớ câu chuyện. Những cái câu chuyện đây đúng không? Con mắt màu xanh ra trời, chúng tôi
sắp sửa bảo vệ cô dâu lất vất rồi thì con bạch tuộc tưởng định cười saki phía trước sống á đi kê là khối tự nhiên tiếp theo hữu hito shinjetsu người mùa đông thì thân thiện cho họ chia quýt đúng không? Mi càng đấy nhé, mi càng là quýt. Qua kê tê tức là chia nhỉ? Chọn đây là trợ từ rồi. Ô, đây là trợ từ. Tiếp theo, here là căn phòng. Ue là trên cái sự là gì đây? Đôi giày. Xong rồi, ok. Vậy là chúng ta xong được. Còn chữ cái đúng nào? Đây. Giờ sau thì chúng ta sẽ học về trường âm và một vài âm ngắt này. Rồi thì được chưa? Âm ngắt và âm mũi, âm N. Đây có chữ N ở đây này. Ok. Vừa sau chúng ta sẽ học về những chữ này, cách phát âm trong tiếng Nhật. Được chưa nào? Rồi. Hay. Vậy là chúng ta đã học xong rồi. Minasan. Hai. Minasan, arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Minasan, arigatou gozaimashita.